Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phá án TV. Thưa quý vị, trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, ở bản nhỏ Lìm Thái, xã Cao Phạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, phát ra tiếng nổ vang trời, rúng động cả làng quê vốn yên bình. Người dân xung quanh không khỏi hoảng sợ khi phát hiện một nữ thầy cúng bị bắn tử vong. Vậy ai là hung thủ đứng sau chuyện này? Nạn nhân có mâu thuẫn gì khiến kẻ thủ ác phải xuống tay tàn nhẫn vào đúng đêm giao thừa? Chi tiết vụ án sẽ có ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Đêm 9 tháng 2 năm 2013, tức đêm giao thừa Tết Quý Tỵ, bản nhỏ Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mộng mơ như bồng bềnh trong thung lũng mờ sương lẫn mưa bụi. Của thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, thì bỗng rúng động bởi tiếng nổ xé trời phát ra từ phía ngôi nhà sàn của vợ chồng nhà Lò Thị Trềm. Chị Trềm là người đàn bà nổi tiếng, không chỉ trong bản Lìm Thái mà khắp xã Cao Phạ, các bản lân cận, bởi chị này làm nghề thầy cúng, có tiếng là cao tay trong việc bắt ma, trừ tà. Ngoài đi cúng tế, yểm bùa, chị Trềm còn có thời gian đi buôn bán, làm ăn ở bên Trung Quốc và đã từng đưa người vượt biên trái phép sang bên kia biên giới với mức án 2 năm tù về tội vượt biên trái phép. Bỏ cả sự bận rộn, khấp khởi vì các nghi lễ cúng giao thừa, bà con dân bản lập tức đổ về phía ngôi nhà có tiếng súng nổ. Tới nơi, ai cũng kinh hoàng khi thấy anh Lò Văn Di và bốn đứa con đang gào khóc thảm thiết. Bên cạnh là thi thể chị Lò Thị Trềm nằm vật ở giữa nhà. Dưới sàn nhà có nhiều vết máu. Vào lúc bị sát hại, chị Trềm đang nằm xem TV. Hai con lớn đi lấy nước, còn hai đứa nhỏ ngồi bên bếp lửa. Anh chồng nằm ngủ say trong phòng vì bữa rượu tất niên từ trưa qua chiều. Đến khi nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc, anh Di mới choàng tỉnh dậy, chạy ra xem sao thì thấy vợ đã bị ai đó bắn tử vong. Sự việc được cấp báo tới công an xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Cơ quan công an đã khẩn trương tiến hành vào cuộc. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân tử vong quanh hiện trường. Các điều tra viên thu được nhiều viên đạn bi, loại đạn được sử dụng nhiều ở súng tự chế của bà con dân tộc. Tại trước mặt của ngôi nhà, có một kẽ hở trên vách gỗ dính vết đen ám khói, vẫn còn mùi thuốc súng. Do đó, Trung tá Vũ Ngọc Châu, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Yên Bái nhận định khả năng đây là vị trí hung thủ đặt súng bắn nạn nhân tử vong. Người nổ súng có thể là nam giới, trên 20 tuổi, vị trí kê súng cao phù hợp với từ 1m8 trở lên. Làm việc với con của nạn nhân, cảnh sát được cung cấp thông tin trước giao thừa khoảng 20 phút có nghe được tiếng lọc cọc giống như tiếng sóc quân cờ trong bát sứ bên vách nhà. Một lúc sau thì thấy tiếng súng nổ. Trinh sát nhận định đây là tiếng nạp đạn súng kíp của hung thủ trong ngày đầu một năm mới, khiến bà con dân tộc bản Lình Thái rất hoang mang và lo sợ. Tại sao kẻ thù ác lại chọn đúng đêm giao thừa để gây án? Nạn nhân có mâu thuẫn gì khiến hắn ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Là những câu hỏi đau đầu điều tra viên. Trinh sát nhận định, hung thủ có thể là người địa phương, khôn ngoan khi chọn thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới để gây án. Bởi đồng bào vùng cao thường có phong tục, nổ súng kíp để đón giao thừa. Thời điểm đó, người dân nhà nào ở nhà nấy nên rất khó có ai chạm mặt kẻ thù ác. Tiếng súng ở nhà nạn nhân vang lên thì cũng không ai nghi ngờ, đủ thời gian để hung thủ chạy trốn. Quả thật, hung thủ đã có sự tính toán chặt chẽ, bởi sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm cũng không ai hay biết, chỉ đến khi hai đứa trẻ, con của nạn nhân đang ngủ, giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ quá to và chạy vào, phát hiện mẹ đã tử vong. Chúng kêu khóc, chi hô lên thì hàng xóm mới hay. Con đường dẫn đến nhà nạn nhân Lò Thị Trềm phải qua một con suối rộng. Ngôi nhà nằm trên sườn đồi thông, khuất lấp và cách xa các hộ khác. Xung quanh nhà là rừng thông bao phủ. Vì vậy, các điều tra viên phán đoán, trước khi gây án, chắc chắn hung thủ phải ẩn nấp đâu đó trong rừng thông, sau nhà nạn nhân, chờ tới thời khắc giao thừa để ra tay. Tuy nhiên, xem xét xung quanh ngôi nhà và toàn bộ khu vực rừng thông, cơ quan điều tra không thu thập được thêm dấu vết hay chứng cứ nào khác. Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với công an huyện Mù Cang Chải
đã về nằm vùng tại bản Lìm Thái để thu thập thông tin về vụ án. Ngoài những tình tiết về thân nhân có tì vết của nạn nhân, trinh sát còn thu thập được thông tin quý giá về việc thời con gái, cô sơn nữ Lo Thị Trềm nặng lòng yêu một thanh niên cùng bản tên Hà Văn Phương, nhưng hai người không lấy được nhau. Người trong bản kể rằng mối tình ấy đứt đoạn vì bố mẹ Phương chê nhà Trềm nghèo, ít ruộng, ít trâu, ít bạc. Chưa kể, Trềm lại hành nghề thầy cúng, sợ sẽ cao tay hơn, át vía chồng. Nghe theo lời khuyên của cha mẹ, Phương đã dứt tình với Trềm để cưới con nhà giàu làm vợ. Lập tức, Hà Văn Phương được triệu tập lên để lấy lời khai. Phương bình thản đưa ra chứng cứ ngoại phạm rằng đêm xảy ra vụ án, Phương đang ngủ ở nhà với mẹ đẻ và người thím ruột. Từ 18h30 phút đến sáng ngày mùng 1 Tết, không đi ra ngoài. Với lời khai này, Phương hy vọng rằng sẽ tạo được chứng cứ ngoại phạm, hòng che đậy hành vi tàn ác của anh ta. Nhưng sự bất nhất trong lời khai của Phương với những người thân trong gia đình đã chứng minh tất cả. Mẹ đẻ và thím của Phương lại thật thà khai rằng đêm 30 Tết, Phương không hề có mặt tại nhà họ. Tiến hành đối chất, Phương đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi dùng súng kíp sát hại chị Trềm. Nguyên nhân và động cơ gây án khiến tất thảy mọi người đều bất ngờ. Bàng hoàng là do nghi bị Trềm thả ma trải hãm nên Phương mới phải giết Trềm để diệt họa. Lời khai nhận tội của Hà Văn Phương cho thấy án mạng có nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn ái tình. Sau khi Phương lấy vợ thì Trềm cũng lấy chồng là một anh trai cùng bản và sinh ra một đàn con 4 đứa cách nhau 1 năm 1. Mặc dù đã đường ai nấy đi và ai cũng có gia đình riêng êm ấm, nhưng Trềm vẫn có vẻ cay cú vì chuyện Phương bỏ năm nào. Vậy nên Trềm vẫn dọa sẽ thả ma để trả thù Phương. Anh trai bản Hà Văn Phương cả đời không đi ra khỏi bản nhỏ, không biết chữ, mang nặng tư tưởng mê tín dị đoan nên lo sợ mất ăn mất ngủ vì biết Trềm làm nghề thầy cúng, có khả năng phù phép, yểm bùa. Nhất là khi do lao lực và tuổi tác, Phương bị mắc chứng bệnh đau lưng kinh niên nên hắn ta càng tin là do bị Trềm yểm bùa bỏ bệnh. Những ngày giáp Tết, do thời tiết nóng lạnh đột ngột nên Phương bị chảy máu cam. Căn bệnh này cả bản chưa ai bị bao giờ. Vì vậy, gã đàn ông hiểu biết hạn hẹp cho rằng đó là hậu quả của việc Trềm thả ma trải bắt nên đã nhờ bố đẻ cúng giải ma. Nhưng bệnh tình của Phương vẫn không thuyên giảm, cộng với căn bệnh đau lưng thường xuyên trong 2 năm nay vẫn không khỏi, nên Phương vô cùng lo lắng sợ hãi và nghĩ rằng mình bị bạn gái cũ thả ma vì đã bỏ cô để lấy vợ. Tin vào suy nghĩ ấy, Phương nung nấu ý định sát hại Trềm để triệt con ma trải. Đã thế, Phương lại nghĩ tới mối thù Trềm lừa bán em gái mình sang Trung Quốc và lừa hai người em họ đi lao động không công ở mỏ than Quảng Ninh, nên đã quyết tâm sát hại người đàn bà này để trừ họa. Trước hôm gây án vài ngày, Phương lên núi, lấy khẩu súng tự chế giấu từ nhiều năm trước để lau chùi và bắn thử. Thấy súng vẫn hoạt động tốt, Phương đem về giấu ở nhà, chờ đêm giao thừa sẽ ra tay. Chiều 30 Tết, Phương lên núi thử súng kíp. Gần 12 giờ đêm, hắn băng rừng thông đến nhà nạn nhân. Thăm dò thấy chị Trèm vẫn ở nhà sắm sửa giao thừa, nên hắn rất yên tâm. Phương nấp ở khu vực rừng thông sau nhà, kiên nhẫn chờ đợi. Khi nghe thấy tiếng súng đâu đó của người dân các bản lân cận vang lên chào đón năm mới, Phương xách súng, áp sát nhà nạn nhân. Tại đây, Phương xóc súng để ổn định đường đạn, để khi bắn sẽ chuẩn xác hơn. Đó chính là tiếng lọc cọc, giống như tiếng quân cờ trong bát sứ mà các con của nạn nhân đã nghe được. Phương kề nòng súng vào kẽ hở của hai tấm ván gỗ và thực hiện hành vi tội ác của mình. Sau khi gây án, Phương chạy sang nhà một người bạn trong bản cạnh nhà chị Trềm khoảng 100m, giấu khẩu súng kíp dưới hòm gỗ đựng thóc, rồi bỏ về nhà đón Tết. 3 ngày sau, Phương bị bắt. Khi biết mình bị chảy máu mũi không phải do Lò Thị Trềm thả ma, Phương đã vô cùng hối hận, nhưng mọi việc đã quá muộn. Hủ tục cúng ma và lòng tin đến mức mù quáng đã đem đến hậu quả đau lòng. Tội ác đến từ sự thiếu hiểu biết đã khiến Phương phải trả giá đắt. Đến tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên phạt Phương 17 năm tù về tội sát hại người.
Thưa quý vị, trong sự việc đáng tiếc này, chỉ vì thiếu hiểu biết, nghĩ bệnh tật là do bị ma ám, bỏ bùa mà gây ra, án mạng đau lòng. Từ đây là cảnh tỉnh đến mỗi người, cần tỉnh táo hơn trong việc nhận định rõ tác hại của bói toán và mê tín dị đoan. Con người sống không thể không có niềm tin, nhưng niềm tin đó phải được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, được xử lý bằng tư duy khoa học, có tác động tích cực đến sự phát triển của cá nhân, để qua đó cả xã hội hướng đến điều thiện, điều lành. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.